Sân khấu nhà hát tuổi trẻ những ngày này nhộn nhịp hẳn lên so với ngày thường. Ngay sau khi thành phố cho mở lại các cơ sở nghệ thuật, các nghệ sĩ của nhà hát đã khẩn trương luyện tập, xây dựng những vở kịch, chương trình mới, phục vụ công chúng trong thời gian sớm nhất. Vở này nó xuyên suốt gần 2 tiếng đồng hồ trên sân khấu, mà với cái ekip diễn viên chỉ có tầm 20 đến 23 diễn viên thì bọn em phải làm hết công sức ở trên sân khấu, có nghĩa là bọn em phải ra tất cả các phân đoạn từ nhân vật chính cho đến nhân vật phụ, nên là mọi người tuy là vất vả nhưng mà bọn em cảm thấy là tự hào vì là mình đã được là một thành phần, một thành viên của Sóng. Cái điểm nổi bật của cái vở nhạc kịch Sóng này là trước hết là chúng ta không xem vở kịch nói, mà nó sẽ là sự kết hợp của ba bộ môn là hát, kịch và múa. Nó là một sự hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam ạ. Còn tại nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, các nghệ sĩ của đoàn nhạc đang tích cực tập luyện cho những chương trình lớn trong tương lai, như hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc tại Đắk Lắk, đặc biệt là chuẩn bị cho liên hoan âm nhạc quốc tế diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào tháng 3 tới. Không có điều gì mà hạnh phúc hơn là được lên sân khấu, được trở lại. Đây là cái điều mà mong muốn của bất cứ ai, đặc biệt chúng tôi những người làm nghề. Chúng tôi đang chuẩn bị chương trình hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc vào tháng 6 này ở tại Đắk Lắk, đợt 2. Và đặc biệt hơn nữa là cái chương trình chúng tôi là Mùa Xuân Bình Nhưỡng. Đấy là một chương trình mà thi quốc tế. Thì để khởi động như thế thì chúng tôi đã phải tập luyện từ bây giờ. Và với hơn 100 con người, nghệ sĩ, các bạn có thể biết là đây là sự háo hức của chúng tôi và những người nghệ sĩ được trở lại để đem lại những tiếng hát, lời ca và giai điệu nhạc cho công chúng. Sau kỳ nghỉ đông kéo dài gần một năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đến nay các sân khấu tại thủ đô Hà Nội đang trên đà hồi sinh với nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn. Hy vọng dịch bệnh sớm qua đi để các nhà hát nhộn nhịp trở lại, sân khấu lại sáng đèn và các nghệ sĩ lại thỏa sức đam mê sáng tạo nghệ thuật trong trạng thái bình thường mới.